Ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức họp xét đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024. Đồng chí Lê Hoài Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Phan Rang Tháp Chàm chủ trì cuộc họp. Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP thành phố Phan Rang Tháp Chàm năm 2024 là những sản phẩm đặc sản, đặc trưng truyền thống của địa phương, được các chủ thể chú trọng đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và bao bì nhãn mác theo quy định. Cùng với sự nỗ lực của các chủ thể và sự đồng hành của các ngành chức năng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã góp phần tạo thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, xây dựng một số sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân, tạo động lực để hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố tích cực xây dựng, phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP vào được nhiều hệ thống phân phối và đến được với đông đảo người tiêu dùng. Đến nay, trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã có 61 sản phẩm được công nhận sản phẩm 3 sao OCOP cấp huyện và 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm 4 sao OCOP cấp tỉnh. Năm nay, thành phố Phan Rang Tháp Chàm phấn đấu có 30 sản phẩm mới được chứng nhận OCOP, trong đó có 2-3 sản phẩm đạt 4 sao. Thông qua chương trình OCOP, năng lực sản xuất và tư duy của các chủ thể thay đổi tích cực, không ngừng củng cố phát triển, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống và sản xuất khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như phát triển kinh tế xã hội thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung.